Đoạn mùa hè thú vị, ý nghĩa dành cho con trẻ trải nghiệm. Thay vì bắt trẻ nhỏ vùi đầu vào các lớp học thêm, các bài tập hè đầy căng thẳng và áp lực, quý phụ huynh hãy để các bé tham gia các hoạt động mùa hè sẽ giúp các con có một mùa hè sôi nổi và đáng nhớ. Về quê để tận hưởng không gian xanh, trải nghiệm cuộc sống đồng quê thanh bình, việc rời xa thành phố ồn ào để không quá phụ thuộc vào những công nghệ, giết thời gian, các bé sẽ có nhiều cơ hội khám phá kiến thức, bổ ích cho cuộc sống. Dã ngoại cắm trại là cách để trẻ học được sự tự lập, năng động và thích ứng với môi trường, hoàn cảnh. Dựng lều, nướng thịt, đạp xe sẽ là những hoạt động khiến trẻ trở nên hào hứng và tích cực tham gia. Và đây cũng là cơ hội để gia đình tận hưởng thời gian ý nghĩa bên nhau. Khóa học quân đội cũng để rèn luyện kỷ luật trong quân ngũ sẽ giúp trẻ học hỏi, rèn luyện ý chí và nghị lực. Bên cạnh đó, trẻ cũng được tập huấn các kỹ năng sống cơ bản, giúp trở nên tự tin, năng động và tràn đầy nhiệt huyết hơn. Thông qua các khóa học, trẻ cũng được thay đổi về tư duy và biết cách yêu thương, tôn trọng, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.